Samsung sẽ đầu tư thêm 1 tỷ USD mỗi năm tại Việt Nam. Chiều 9 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Chính đã tiếp ông Park Han-kyung, Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của tập đoàn Samsung đang thăm, làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm và những kết quả kinh doanh tại Việt Nam của tập đoàn Samsung, đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất nhập khẩu và phát triển kinh tế xã hội, hoan nghênh và ủng hộ kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn trong thời gian tới tại Việt Nam. Trên nền tảng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang phát triển mạnh mẽ, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục cùng đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để các dự án của tập đoàn hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, coi trọng việc cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ba đột phá chiến lược về xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, phát triển hạ tầng, đào tạo nhân lực chất lượng cao, tiếp tục đàm phán các hiệp định thương mại tự do, mở rộng thị trường xuất khẩu mới, từ đó tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ, chi phí logistics cho các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh lâu dài, hiệu quả, bền vững tại Việt Nam, nhấn mạnh quan điểm lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, ba cùng lắng nghe, thấu hiểu, cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động, cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển, đã hứa phải làm, đã cam kết phải thực hiện. Thủ tướng cho biết, các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn sẵn sàng đối thoại, lắng nghe ý kiến, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp theo thẩm quyền và báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền với các vấn đề, nội dung vượt thẩm quyền. Trong thời gian tới, Thủ tướng mong muốn Samsung tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao hơn nữa năng lực doanh nghiệp trong nước để có thể tham gia có hiệu quả hơn chuỗi cung ứng của tập đoàn, đẩy mạnh hợp tác để đưa các doanh nghiệp công nghệ số của Việt Nam trở thành đối tác trong hệ sinh thái của Samsung, phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để triển khai thực chất và hiệu quả. Các trung tâm đào tạo đặt tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia được thành lập trên cơ sở các thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, tăng cường đầu tư và mở rộng trung tâm R&D, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, tiếp tục mở rộng hoạt động. Coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất chiến lược, nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm chủ lực ra thị trường quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh hiệp định CPTPP, EVFTA và RCEP đã có hiệu lực. Về phần mình, Tổng Giám đốc Park Han-kyung đã báo cáo cập nhật tình hình sản xuất, kinh doanh của tập đoàn và tìm hiểu, trao đổi về môi trường đầu tư tại Việt Nam. Từ 25 doanh nghiệp vào năm 2014 đến nay, các doanh nghiệp Việt Nam cấp 1 và cấp 2 tham gia vào chuỗi cung ứng của Samsung đã tăng 12 lần, lên 309 doanh nghiệp. Ông đánh giá cao thông điệp lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ của Thủ tướng, cũng như sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả của phía Việt Nam đã góp phần giúp Samsung vượt qua những khó khăn, thách thức thời gian qua. Mong muốn và tin tưởng Việt Nam sẽ liên tục cải thiện môi trường kinh doanh. Ông cho biết, Samsung dự kiến đầu tư thêm khoảng 1 tỷ USD mỗi năm thời gian tới tại Việt Nam, tiếp tục nâng số lượng doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng và đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực. Trong thời gian tới, tiếp tục phát huy những kết quả hợp tác tốt đẹp trên cơ sở tin cậy cao những năm qua, Samsung cam kết sẽ luôn đồng hành với Việt Nam, nỗ lực hết sức nhằm đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam. Samsung hiện nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất ở Việt Nam với các dự án lớn tại Bắc Ninh, Thái Nguyên và Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng vốn đầu tư lên đến 22,4 tỷ USD. Năm 2023, doanh thu và xuất khẩu của Samsung đạt tương ứng 65 tỷ USD và 55,7 tỷ USD. Dự kiến năm 2024, xuất khẩu của Samsung sẽ tăng trưởng hơn 10% so với năm 2023. Sản lượng sản xuất điện thoại di động của Samsung tại Việt Nam chiếm trên 50% sản lượng của Samsung trên toàn cầu.